Phật tử đại Bồ Tát có 10 chỗ hành xứ, những gì là 10, đó là dùng chánh niệm làm chỗ hành xứ vì đầy đủ niệm xứ, dùng các cõi làm chỗ hành xứ vì tránh giác pháp cõi, dùng trí huệ làm chỗ hành xứ vì được Phật hoan hỉ, dùng ba la mật làm chỗ hành xứ vì đầy đủ trí nhất thiết trí, dùng bốn pháp nhiếp làm chỗ hành xứ vì giáo hóa chúng sinh, dùng sinh tử làm chỗ hành xứ vì tích tập can lành dùng sự nói chuyện tạp vui đùa với tất cả chúng sinh làm chỗ hành xứ vì tùy cơ giáo hóa khiến cho họ lìa hẳn dùng thần thông làm chỗ hành xứ vì biết cảnh giới các căn của tất cả chúng sinh dùng thiện xảo phương tiện làm chỗ hành xứ vì bát nhã ba la mật đa tương ưng dùng đạo tràng làm chỗ hành xứ vì thành nhất thiết trí mà chẳng dứt bồ tát hạnh đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được chỗ hành xứ đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ quán sát, những gì là 10, đó là quán sát biết các nghiệp, vì vi tế đều thấy, quán sát biết các cõi vì chẳng chấp chúng sinh, quán sát biết các căn vì thấu đạt không căn, quán sát biết các pháp vì chẳng hoại pháp giới quán sát thấy phật pháp vì siêng tu phật nhãn quán sát được trí huệ vì như lý thuyết pháp quán sát vô sinh nhẫn vì quyết định thấu rõ phật pháp quán sát bậc bất thối vì diệt tất cả phiền não thoát khỏi ba cõi bậc nhị thừa quán sát bậc quán đành vì đối với tất cả phật pháp tự tại bất động quán sát thiện giác trí tam muội vì đối với tất cả mười phương bố thí làm phật sự đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại quán sát trí vô thượng của như lai phật tử đại bồ tát có mười thứ quán sát khắp những gì là mười, đó là quán khắp tất cả những người đến cầu, vì dùng tâm không trái làm mãn nguyện ý của họ, quán khắp tất cả chúng sinh phạm giới, vì an trí họ trong tịnh giới của Như Lai, quán khắp tất cả chúng sinh có tâm tổn hại, vì an trí họ sức nhẫn nhục của Như Lai, quán khắp tất cả chúng sinh giải đãi, vì khuyên nói khiến cho họ tinh tấn không bỏ trách nhiệm gánh vác đại thừa, quán khắp tất cả chúng sinh loạn tâm vì khiến cho họ trụ bậc nhất thiết trí của Như Lai không tán động